Cũng xin chào cả nhà nha. Hiện tại thì sáng hôm nay hồn với Nga đi theo cô Tư để ra sông dở dớn. Thì hôm nay có cá nhiều. Hôm nay cũng biết không, nắng quá nó khô hạn đó. Dạ. Thì ra con cá nó không có vừa là mé thì người ta nó có đã mưa nó mát đó. Nước ít theo cô Tư không? Nó mát nước rồi cái cá nó đi với đất ai cũng trong đồng trong ruộng cũng vậy, nó khô mà có mưa xuống là nước cá nó đi. Con biết không, nắng không có nước luôn, con có nước đứng rồi. Dạ. Ba có khoai lang của cô nó héo hết rồi. Khoai lang á cô Tư? Khoai lang của cô tốt dữ lắm rồi, nó héo rồi. Dạ. Bây giờ này thì nước ròng rồi. Ủa tới hồi mình vô nước nó ròng quá mình đâu vô được hả? Nữa cô đậu ngoài đó có sao. Dạ. Hồi bữa cô đi cạn vậy đó rồi cái cô đậu ngoài. Dạ. Khô quá trời, rau chay cộng nó bự. Rau chay này ăn được không cô Tư? Được. Rau chay rau nhút nè, rau nhút cũng ngon quá nè. Đúng không? Cô Tư thường thường thấy cô Tư hay bẻ này em bé bán đó hay gì nè. Rau chay ở dưới con nó cộng nhỏ nhỏ mà nó không có bự gì. Này chắc có nước cô Tư. Nhỏ thì ta cũng ngon lắm. Khi rau chay gì, rau chay chỉ. Rau chay chỉ. Nó ngon lắm con. Mà hái rất là cực, nó lâu. Dạ. Người ta kêu cô ba hái rau đó, cô ba nó hái lâu lắm. Rau đó ăn cũng nên phút lắm. Mà ai thì lấy người ta nấu nước đó ta uống nó. Mỗi anh đi cô Tư thì đi thăm giếng xong về cô ba đi bán hả? Cô có biết bán đâu. Yeah. Giống như mà mỗi người mỗi việc ha. Cô không biết bán. Cô Tư là ai trả nhiều là cô Tư bán hết á. Cô ba bán là cô bán là cô ba nó không có tiền. Tại vì cô bán mau lẹ tôi chở ế đó là. Cô ba nó bán quen rồi, cái đó chừng dữ lắm. Người ta thấy có tổng thức đó. Dạ. Ta thương. Cô ba thì bán đồ dễ bán hơn cho người ta thương đó. Còn dạ. Cô bán đồ mau lẹ lắm. Dạ. Không có bằng cô ba. Trả nhiều cũng bán hết. Lại cô nói gì là có người mua là cô bán. Dạ. Thôi giá rẻ đó cô ăn. Kiểu như mình ít bán á, thấy người ta mua cái mình khoái, mình bán mình sợ người ta không mua. Cô bán nó thấy người ta mua cái cục quá, tôi sợ người ta đi không à. Dạ. Cô đi bán cái cô bà nó trúng lắm, nó cười hết cái tiền rồi. Cái này có hái rau bán không hả cô Tư? Có, Tư đi rồi đó hả? Tư đi hả? Nhà cái giá cái giống đi ba hồi mình hái lên đầu trên rồi mình cứ chở. Cái này hả? Này. Dương cây. Cái gì? Không, vui lại đi con. Dương cây cây. Nó dương cây cây nhánh cây. Bữa nay là con biết không, bữa nay là gần tới cái dông rồi nè, chứ mỗi bữa nào con đi dắt này là nó cạn nước. Dạ. Yeah. Nước gông là nó còn nước ha. Nó còn nước. Mình dở cái giống này là hái lên cái giống rồi chơi, hái lên trời. Dạ, mình dở dài dài lên đi. Dạ, dở cái này cũng được. Dở cái này trước. Ủa cô Tư đặt dài dài lên trên ha. Không, lên đó có một cái rồi bắt đầu dở xuống được không. À, trên đây hai cái còn nhiều xuống dưới. Dở nhiều là chở. Dạ, tới sông lớn rồi. Chứng thế này đóng quá đóng rồi. Rồi, cô giả nha. Dạ, cái này để cho cô Tư giả thì nhiều khi cái trên đây đặt sao mình không biết. Dạ. Tư giả cái con coi. Bạn cô Tư hay thiệt chứ. Đáng thì thập giới. Cô Tư với cô ba giỏi. Cô Tư nói hổm giờ cá ít để thử coi bữa nay đi với hai đứa mình coi có cá gì không. Chứ còn có nuôi con cá chép thường này nè, nó phá quá trời phá luôn, nuôi trong ao á. Phá kiểu như lỡ địa hết trơn luôn. Rồi dính cái gì tiếp rồi.
Cái cá gì lặt bụng mà gì cô Tư ơi? Cô thấy cái bụng á, thấy không ta? Nắng hạn này nó nhiều dạ. Tôi giữa hàng ngày cũng cái ép hả con? Cái ép, cái ép chết rồi. Cái ép chết rồi, quăng cái ép. Rồi con ra ngoài đó con anh thả con cái gì? Ôi ghê quá, ghê quá. Em mời xuống đi, em mời xuống. Con ăn sao không? Ngồi mình tính. Ăn ăn cái bóng nhỏ. Ôi, cái bóng nhỏ thoát rồi. Rồi. Ra hả? Nhảy ra hả? Đây, nước gầm quá nó lòi cái nguyên cái giếng ra luôn. Táo này cái gì cơ? Sát ở trong thân cây luôn rồi. Đúng không? Này nước gầm cũng đỡ mình khỏi nhảy xuống chứ nước lớn mất ngò. Dạ. Cô vũ không à? Dạ vũ. Con cá gai á con, có nó dính đó. Cô bị hoài chứ vậy? Ừ, dính con cọ con cọc gì vậy? Nó. Không vừa. Sao cô thử bắt ổn quá. Cá chép hả anh? Nơi đây con cọ chứ con. Ồ, cá chép quá bự rồi. Con lo ấy mà con ra để mình ra xích rồi đó rồi thả quá trời bự hộ nước trong tôi. Này nè em biết không nó có cá chố cá bông cá he cá bự nữa dạ quá trời rau muống tốt luôn. Ba chồng nữa con. Dạ, nghĩ tốt. Rồi, xuống luôn đi con. Ở dưới sông này thì chồng gì cũng tốt. Còn ở dưới con dưới cho muốn thì tháng nãy cặn hết trơn rồi. Nắng quá là không tốt. Dạ. Cô có hổng cô ở trong mưa ở chồng là cô chồng đó. Dạ. Sao sao nãy giờ anh dở hai cái chút quốc anh? Không. Ngày tại nó không dính đó chứ không phải tại anh đâu. Ồ, cái này có lòng tông nè. Này chắc đủ cháo không? Cái điều hồng con. Phải không? Cái điều hồng không? Cái điều hồng con. Là cô dở ngày nào cũng vậy đó, chứ không phải nhiều. Có cái khác cái con này, bây giờ cô bột cho. Giống cá hường anh ơi, mấy cái đuôi hồng. Ê, được con tôm càng. Rồi, vô bánh của Tư rồi. Tôm càng lột. Quá wow. Lột rồi nè, nhìn chèo à. Ừ. Nào cho em gỡ. Ủa nó mềm xèo à, nó mềm mọc qua cô Tư ơi. Nó tôm càng lột. Ờ, nó lột mà nó mềm nó mềm. Mấy con tôm này ngon lắm cả nhà. Nãy giờ con nói lại rồi, người ta thích mua vậy đó con, nó không. Dạ, khỏi cần vỏ, lời. Cái này bự thì lột mình cũng bắt được rồi. Ờ, cá bóng bự. Mấy cá lau kiến nhỏ này cũng mình thả thôi. Ừ, thả đi anh. Ừ, ăn cũng không được, cũng không làm gì được. Anh, con cá nó giống cá hường á anh. Ờ, cô là nhỏ nhỏ, cô thả cho coi. Dạ. Cái cá
nhất chứ. Tôm cho qua đây luôn. Thường thích cá lồng tông với mấy con cá tép. Cá lồng tông thấy gì chứ khô queo ăn ngon lắm. Cá bóng, cá bóng này giống như con cá lồng rồng với anh vậy đó, nhỏ. Cái này lát mình mua tóc mỡ về mình kho. Mình kho tiêu. Dạ. Để coi được nhiều không mình mua của cô Tư rồi. Gớt cái càng. Càng ơi. Tôm gãy cái càng. Chỗ này sâu sâu chắc có. Nó cũng ít luôn đó này. Con mà chà dớn rồi ha là con dở khỏe nhẹ, mà bữa đó nó đóng càng ơi thôi nó đóng lục bình đó. Nhầm bữa lục bình nhiều dở cực hơn. Nó cực cho cô nó kỹ cho cái mũi vậy. Người ta lấy vớn mới là người ta làm cái vớn sạch đó. Nó không có cá. Tại vì đặt hồ cá cua chuột tới giờ tôi để. Để đóng quá đóng rồi. Nó đóng rồi tôi nhúc cái đó ha. Rồi tôi chà cái này nữa rồi tôi mới sửa đường gian. Rồi khi nó chốc đường gian nó cũng có. Ở trong ruộng mình giờ còn ốc bu đen, ốc lát được không? Không rồi. Ốc bu vàng lắm. Ốc bu vàng không à. Dễ gì có ốc đó không? Rồi cái tép nữa. Ôi ôi cá lau kiến một rộng luôn. Cái này là cái có sạc kia kết. Cái đó cục. Cái này cá lau kiến không? Dữ rồi nha. Một cá lau kiến. Mà cá lau kiến nhỏ quá. Đừng con nó con bự. Nó nhỏ vừa vừa nó dẻo đó ta. Ồ, còn rất hay răng hang cá. Đầy luôn. Cái này cũng bộ mà cá lau kiến không một cô Tư ơi. Hả? Cái này không biết cá lô kiến đâu giữ rồi ta. Cá lô kiến này ăn được. Mấy con cái này mình cũng ăn được. Có mấy con cái này thì nó nhỏ quá. Ừ, nó nhỏ quá. Bữa đó con đi Sóc Trăng mò mà coi được con bự bự không à. Cái luộc xả. Đó giờ cô Tư ăn chưa cô Tư? Ăn hoài chứ. Dạ. Con thử xả đó không? Dạ. Con thử xả với tỏi rồi đó con. Dạ con thấy người ta lột ra người ta làm khô bán á cô Tư. Mắc tiền lắm á. Làm khô ăn là ngon nữa. Dạ. Cô bỏ hổ có năm số con cô xẻ rồi cô làm khô đó. Mà nắng này cô biết không cô phơi có nắng một mà. Dạ nắng này phơi cá nhanh. Cũng im lắm thôi. Nó nhỏ vậy chứ thịt nó dẻo vậy con. Dạ. Còn con cá bự người ta nói thịt nó sớm. Có con cá này cái gì vậy? Cái này cái gì cô Tư? Cá chấm. Ờ con cá linh đó con, cá linh ghìa đó ta. Ủa sao con sao lạ vậy cô Tư? Cá linh ghìa đó. Còn con cá linh ống là nó tròn. Cô Tư thì nói cá này là cá linh ghìa nè cả nhà. Đó, cá linh ghìa. Cái dãy nó hơi xanh xanh hơn, còn cá linh kia thì nó hơi màu trắng á. Màu trắng mà nó tròn đó nè. Dạ. Ô ô. Nhảy hết trắng trong đó chừng. Ủ lội. Cũng đầy sọt rồi đó. Gần đầy sọt. Đầy mà bỏ lục bình vô nữa. Bắt ốc thì để vô. Tại cái ngựa nó cực hơn. Chứ không là cạn là cái mò ốc thế tham. Yeah. Cái mò ốc rồi cái mò mấy con hết. Cua ba con thì thích hết. Yeah.
nhà không phải hết lắm mà. Rồi vậy là xong 7 cái đó cô Tư. Cũng được mớ cá. Có cái bọc nào con ăn cái gì mà con lựa. Dạ. Nó không lựa cô ơi. Trước này nó chảy xuống về là nước ngược đó ta. Dạ. Và có lúc mà cô dở cái là nước nó vừa lớn đó. Cô bơi vậy xuống hết. Vậy là thả không ha. Cô vừa bơi vừa lựa luôn. Ồ quá trời ghe cào chạy đi rồi kìa. Đó mà nó phải cào. Cái dơ nó phải thả. Dạ. Nhớ cào người ta cào nước rộng này. Ồ. Ba chiếc ghe cào luôn. Chạy đua kìa. Đang chạy đua. Ồ. Ba chiếc. Mấy ghe cào này ta chịu đi xa mà vậy cá chứ không? Ta có điều kiện. Chạy đua luôn rồi kìa. Sáng sau khi đi thăm giớn về cả nhà thì cũng có chia cô Tư ít cá về để bắt đầu mình hôm nay mình làm bữa cơm trưa với gia đình. Đây. Ở đây cá sớm bòm với Nga cũng đã làm sạch rồi nè cả nhà. Có cá bóng nè, rồi tôm lột, rồi cá lòng tâm. Thì Nga sẽ kho tiêu tấp mỡ. Rồi với mua mấy con cá bổi với trứng luôn. Mình sẽ nấu canh chua canh chua mẻ với bắp chuối hột. Bắp chuối hột thì chợ có bào sẵn nha nha, với bông điên điển. Còn bông thiên lý thì mình sẽ xào với cục bò cả nha, với củ hành. Hôm nay thì mình sẽ làm ba món: kho tiêu với canh chua với xào. Bác cả nhà đang thấy thì Nga tiến hành mình ốp cá trước. Cắt em ướp nước màu, đường với bột ngọt, nước mắm vô cho nó thấm cá trước đi. Cái mình đã bắt lên kho. Cá này thì mình ướp cho nó thấm á. Đợi hồi mình chế nước vô là mình kho, mình để cho nó như vậy luôn, mình đừng có đảo. Để mình đảo thêm con tôm với mấy con tép nè. Cái này gỡ vốn được mấy con tôm, đựng tôm. Cái gân hôm nay giống cũng giống như cái hàng ngày của Quỳnh Nga nha cả nhà. Thì bình thường hàng ngày cũng nấu ăn cho gia đình. Sáng bán sáng xong thì sẽ phụ mẹ để nấu cơm sáng. Hôm trước thì bọn cũng có nhắc cái vụ mà móng tay của Quỳnh Nga là do đi chụp hình, mình chỉ gắn vô cho nó đẹp thôi chứ không phải là lúc nào mình cũng phải gắn cái móng tay như vậy. Anh kia nó vô tiểu thư lắm hay gì mà nhiều khi mà gắn móng tay rồi dài dữ gì, nhiều khi gắn cũng vướng díu lắm chứ bộ, mà có công chuyện đồ này kia mới gắn chứ gắn này kia là gái thì ai cũng phải làm đẹp cả nhà, nhưng mà đi chụp hình trong đời người chỉ có một lần thôi thì mình cũng làm cho nó đẹp. Đã tỏi nó vàng hơn mà em cho cơm mẻ vô. Cơm mẻ này mình dạo với ít nước sôi. Em cứ lấy thì anh sẽ đổ nước vô rồi em đem ăn dạo luôn. Mẹ này em nuôi gà nữa, còn nuôi chợ nó không có chua. Cái mẹ mình nuôi nhà thì nó sẽ ngon hơn. Hết nước con đi anh ơi. Mẹ thì mình dạo nước nóng thì mình sẽ bỏ cái cái này. Ở đây mẹ đi chợ mua thêm cục thịt bò về để mình xào con thiên lý nãy cả nhà. Nãy tưởng ở nhà còn thì không có mua. Thế mẹ đi mua đồ rồi mua thêm luôn. Chào cả nhà. Bữa nay thứ bảy chợ quá trời, vậy là mua sạch xanh chưa ta? Dạ. Yeah. Chợ này hồi nãy con đi quận trước cũng đông lắm. Dạ. Cá bóng ngon không?
Mấy con cá bóng đèn nó uống hết biết luôn. Cá bóng nó được nhiều con chim tươm cũng ngon. Dạ. Con tự. Bò này hình như là bắp phải không mẹ? Ừ, cái này bắp luôn. Bắp cái lằn trắng đó thì ít nó ngon, còn cái chỗ nào mà cái lằn trắng nhiều á nó bị dai. Dai lắm rồi. Bắp này là cũng như bắp thôi, chứ bắp qua nó mới ngon. Nó béo nó giòn. Ở trong nó bông như cái qua. Anh thấy cái bắp qua mà người ta làm cái món ngâm á, người ta luộc sao rồi người ta ngâm lại á, đẹp hết biết rồi. Đúng rồi. Mà không biết có ngon không nữa. Nó béo mà nó giòn. Dạ. Yeah. Cái ngâm ngâm cũng ngon. Ba con này kêu mua đó về xào. Dạ. Nó khoái cái đó, đơn là cái đó nó cũng kiểu như nó giòn giòn chứ nó không, cũng không dai nữa. Ừ, nó giòn. Ăn ngon. Dạ. Tại nó có gan nó giòn. Dạ. Còn cái bắp này thì nó ra được, chứ nó không ngon bằng cái bắp qua đó. Dạ. Con cá trứng ngon quá ha. Ừ. Nãy mở lại nó quá trời, cá thật ngon. Trứng quá trứng còn vàng dưới đây ăn nghiêm, chứ trứng mà có màu hơi sậm xuống là ăn hết được rồi nha. Anh để... nói nghe dạo đẹp tới gặp là không dám ăn, trời nó săn lên. Ừ. Em để ý nha, cho tới màu kia là không ăn được nữa. Ăn không phải không được nhưng mà ăn là yếu bụng. Cho vô xíu đường, muối với bột ngọt. Mà bằng chín cái mình thêm miếng nước mắm đó, cho nó thơm đậm đà thêm. Tốt lắm rồi, mới nấu lại canh chua cơm mẻ nè. Chua cơm mẻ thì nấu bắp chuối nè, chuối cây cũng được. Con mua chuối hộp với điên điển. Dạ. Bắp chuối hộp nấu canh chua trùng gỏi ngon. Bắp chuối hộp thì nó sẽ trắng hơn cái bắp chuối chuối sim của mình. Để qua nữa không nha. Cho hết đi ăn canh nó đã. Hết này chắc cả hai tô rồi. Hai tô để hai bên. Ừ. Rồi, giờ thì nha miếng xào luôn đó nha. Nay làm ba món thì mình chỉ xoay quanh chỗ này thôi, tới lui là có nhiều quá đó. Đây thì sẽ tại ít nè, tại mẹ cắt nhiều vậy đó. Cái nhiều như đây, xào như đây chắc ăn hai bữa mới hết. Tại đồ ăn cũng nhiều nè. Quá nhiều đồ ăn. Em cho dầu hào đi. Dầu hào thì sẽ cái miếng thịt bò đó lên màu đẹp hơn. Thịt bò sắc bự bự nhìn ngon ha. Không kêu bán phở thì bán phở sắc mỏng lét. Cái miếng này mình nướng cũng được nè. Bên đây cái chảo cá kho nó cũng queo lè, cho tép mỡ vô luôn cho nó thấm. Tép mỡ này mẹ đi mấy... chợ mua ít tép mỡ, em cho thêm một miếng mỡ vô nữa nó sẽ ngon hơn. Nó béo. Bình thường nhà em kho cũng cho. Em cho bông lý. Rồi bữa cơm trưa hôm nay thì cũng đã làm xong rồi, cũng xin mời cả nhà dùng cơm chung gia đình luôn nha. Cả nhà nha. Món ngon nhiều, món ngon canh chua, cá kho, xào. Có chuối nữa nha. Cái miệng chuối mà ở miền Tây mình là hay ăn cơm với trái cây á, chuối hoặc là dưa hấu, dưa bích xài nữa. Có mấy món cá kho tiêu nữa, ăn cơm với chuối ngon. Đây mẹ. Đậu cá nhìn hấp dẫn mẹ. Ai to? Em to đó. Lúc sáng này dễ dám hả? Dạ. Dở luôn cơm chấm. Cá ngon nha, cá này. Có tất cả giờ người miếng chứ này. Ngon quá. Thật rồi mà cá kho tự quá. Nghe, cho nghe ăn tôm nha. Thôi. Giờ cho cá. Cá sắc hả? Không tôm. Lộn tổng chứ. Cô Tư chắc đi về đi bán rồi quá, đi đem cá đi cô ba rồi. Con cá rồi đâu bán. Hết luôn hả? Cái này là được cháo mà hết luôn hả? Cái này bảo hết là khỏi bán mà. Đâu có tư giải được cho luôn rồi. Rất quá, tự qua đây đi con. Đây rồi. Đây rồi.
Cái đó mở như dần dần không á. Thứ ăn thịt bò gấp cá tươi bò, bò nè. Bò nè. Cái mẻ bữa nay chua quá em, chua mèo bữa nay ngồi hấp dở nè. Bữa ăn chưa? Chưa. Bữa nay cho anh nè. Có múc chưa hết mèo em hả? Không, không tốt lắm. Không mà cái này là cá tươi hả? Chứ không phải là cá tươi. Ngon quá. Cá khô nó bên chua ăn nữa mà. Nó bên chua cơm mẻ. Con cá lóc cũng thật thôi. Nó phải, nó chim lo, chim lo. Nó hổm không muốn lấy cá khô nấu món này không? Lâu lâu cái ông to không? Không biết. Em đi cô chú ơi, chợ cho người ta có thể kiếm cái cá nhỏ nhỏ người ta kho. Cho ông ta ăn bữa trưa. Cá của ba cô Tư nói là cá mấy cái nhỏ nhỏ mình phải mặn, mới bán mới dễ. Chứ ở chợ nhiều khi người ta không có thời gian, người ta đi làm á. Mình mặn mình có mấy mắt không túc. Bây giờ cá lớn người ta còn là biến mặn nữa mà, mặn thẳng thì người ta mua không? Trong giờ đi chợ là cá ấy thì người ta mặn thẳng chứ. Nghĩa cá. Cá béo. Cá này mình thích được. Cá này mà làm khô chắc dữ lắm hả béo. Cá này mà không mặn là bán mà không mặn là không ai mua nữa. Bữa mà đem bóng cá này về sẵn mua cho mình sửa tí gửi cá này đem về bữa mặn con lấy con dâu cho họ. Sáng nay mình mặn cả buổi mới mới được chảo. Bây giờ bán cá không mặn là nó mua cá. Bây giờ làm dâu nướng. Đi chợ mua cá là người ta làm sẵn hết trơn. Nó giống cá này giống cá nâu mà. Nãy giờ nó cá nâu không? Bữa nào kiếm tiền đen ăn thử thôi. Của cái này đúng không? Cái này mà trứng hơi nâu nâu đen á. Chú bậy không? Ăn cái có trứng là cái trứng cá thành đồng quá. Béo cái đó không có nhau. Ngon gì ba? Ngon. Cái này trả lời nhanh chứng phát. Chắc một bữa không ngon, bữa thằng ra trả lời chậm. Bình thường ở nhà con gấu không ngon. Chặt chẽ vậy. Nó mở giọt quá ta. Không mới nè, mới nắng nè. Không ai thử con tâm lột cái đi. Dùng ai dùng lại hồi còn nguyên. Còn không có thích mở giống như mà lúc trước cậu làm. Cái heo không? Dạ heo vậy đó. Thắng cho nó giòn, luôn là con vớt ra ăn giống như mấy bà tốn phòng tôm vậy nè. Ta ăn cái gì đó. Bữa nào là cái da heo á. Móc lóc đâu mà ta mới ăn mấy nước. Ba lần đâu biết đâu. Mua về ngoài của nhậu để đi tắm nó lưới trên phòng tranh nó ăn nhai gãy hết cả. Cái lỗ nổ đâu. Không mà nó dai lại á. Cắn lâu nít không. Không mà nó nóng thì hơi giòn giòn chút nhưng mà để lâu dai nhất. Cảnh trứng cá cá nhiều cá nữa có từng cá hai hả? Còn bắn có trứng hiện trong này không phải chưa làm cái bên đó cái bên có trứng nhỏ đó trong nhà còn xưa mà lộn xộn xưa mà có trứng luôn cô nói cái chưa làm thì trong ăn cá chép kia kìa, cá chép màu đen đen mà cá chép gì đó. Nói ăn cho bổ quá. Tao nói ăn cho bổ rồi. Già rồi lớn tuổi rồi. Còn mấy cá chép hồng mấy cái. Mấy cá chép hồng đó. Con lâu kìa, con táo nó đường cá chép đen. Mấy bữa ai, ba kẹt hết cá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Có loại cưới cao mẳng nữa, nhỏ hơn loại cưới nữa. Như cái loại đó cô Tư hay là lâu lâu cũng cho ta. Mình mua như không có chở á. Cô Tư là cha. Cái trái, cái đuôi nó hơi nhọn nhọn thôi. Nhỏ xíu à. Mà nó bị hâm đen đó nha, nó bị hột 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 á. Cái bụng già nó khỏi phải dưới cái này. Nó có để tao không đi. Nó bỡ không? Mà mấy cái chuối cao mãng chùm cây mà để chín cây là nó bị sâu chứ. Chấm cắm là... đúng rồi. Chắc còn mà trọt trọt gì không nè. Em mùi quá nhé. Ăn thêm không? Chắc thêm đi, ăn thêm còn nhất quà mà chói chưa? Ở đây vừa lòng tình. Cười mặt mùi lạnh. Tao cắn hai cái rồi hết rồi. Này còn nữa không? Này người người nãy. Thì đua đây ai ăn hết được nãy. Các mẹ trái cũng lấy ra được nãy. Không phải trả đi vậy. Bữa cơm hôm nay thì gia đình cũng đã dùng xong rồi, cũng xin kết thúc clip tại đây. Hẹn cả nhà về những video tiếp nha. Tạm biệt cả nhà.